Xin chào các bạn, Elizabeth Alexandra Mary Windsor sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại London, trong một gia đình hoàng gia không được định sẵn để chi vi. Bà là con gái đầu lòng của hoàng tử Albert, công tước xứ York và Elizabeth Bullion. Elizabeth lớn lên trong một môi trường yên bình, nhưng vận mệnh của bà thay đổi khi chú bà, vua Edward VIII, thoái vị vào năm 1936. Cha bà, hoàng tử Albert, trở thành vua York VI và Elizabeth, khi ấy mới 10 tuổi, trở thành người thừa kế ngai vàng. Năm 1947, Elizabeth kết hôn với hoàng tử Philip, một sĩ quan hải quân người Hy Lạp và Đan Mạch, người bà gặp lần đầu khi mới 13 tuổi. Tình yêu của họ bền chặt qua năm tháng, và họ cùng nhau xây dựng gia đình với 4 người con, Jack, Anne, Andrew và Edward. Philip không chỉ là người chồng mà còn là người bạn đời, đối tác trung thành của bà trong suốt 73 năm, cho đến khi ông qua đời vào năm 2021. Elizabeth lên ngôi vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, sau khi cha bà qua đời. Ở tuổi 25, bà đối mặt với trách nhiệm lớn lao trong một thế giới đầy biến động. Lễ đăng quang vào năm 1953 là một sự kiện mang tính biểu tượng, được truyền hình trực tiếp, đưa hình ảnh của bà đến với hàng triệu người trên toàn thế giới. Trong suốt 70 năm trị vì, Elizabeth chứng kiến những thay đổi lớn trong lịch sử. Đế quốc Anh dần tan rã, nhường chỗ cho sự hình thành của khối thịnh vượng chung. Bà đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội, từ Thế chiến lạnh đến chiến tranh Falkland. Gia đình hoàng gia cũng trải qua những biến động, nhưng bà luôn giữ vững hình ảnh ổn định và kiên định, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và lòng trung thành. Với vai trò là quốc trưởng của 15 quốc gia, Elizabeth đã thực hiện hơn 300 chuyến công du quốc tế, trở thành một nhà lãnh đạo được kính trọng trên toàn cầu. Bà làm việc với 15 thủ tướng Anh, bắt đầu từ Winston Churchill và kết thúc với Liz Truss. Bà nổi tiếng với tính cách điềm tĩnh, trách nhiệm và lòng tận tụy. Lời cam kết phục vụ suốt đời của bà, tuyên bố vào sinh nhật lần thứ 21, đã trở thành kim chỉ nam cho cả nhiệm kỳ trị vì, tôi xin tuyên bố rằng suốt đời tôi, dù dài hay ngắn, sẽ luôn cống hiến để phục vụ các bạn. Elizabeth qua đời ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại lâu đài Balmoral, Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của bà đánh dấu sự kết thúc của một thời đại lịch sử. Bà để lại một di sản to lớn về lòng tận tụy, sự kiên định và tình yêu đối với đất nước, trở thành biểu tượng không thể thay thế của nước Anh và thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video.